tàu nghiên cứu y khoa quân đội Mỹ. Một lợi ích ngoài mong đợi từ việc giao thoa di chuyển, con chúa đẻ trứng rồi, đã bắt đầu biến đổi. Thế nên cô không thể ngăn chặn được nó. Có gì trong này thế? Nằm xuống đi. Cái quái gì thế? Quái vật không gian. Lúc 21 giờ, Chủ nhật 16 tháng 10 năm 2011.